Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, ở Trà Vinh có một gia đình 4 thế hệ rất kỳ lạ mà trên bàn tay bàn chân họ chỉ có một ngón. Do đó người dân vùng quê gắn cho họ biệt danh gia tộc Nhất Dương Chỉ. Bí ẩn về gia tộc Nhất Dương chỉ có một ngón tay, một ngón chân này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, có một gia tộc trải qua 4 đời đều có người dị tật, chỉ có một ngón tay và một ngón chân. Anh Nguyễn Văn Bình, ấp Bưng Lớn B, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết mình thuộc thế hệ thứ 3 trong gia tộc kỳ lạ này. Anh Nguyễn Văn Bình kể, ngày trước, ông nội dị tật một ngón tay, một ngón chân. Sau khi lấy vợ sinh rất nhiều con, nhưng chỉ có cha tôi di truyền tật một ngón. Cha mẹ tôi có 5 người con, tôi và một người đã mất cũng chỉ có một ngón. Còn 3 đứa em gái thì tay chân lành lặn. Ông nội anh là Nguyễn Văn Bốn, cha ruột là Nguyễn Văn Cộng. Hai người này cả hai bàn tay và chân chỉ có một ngón. Nghe cha ruột kể lại là khi sinh ra, cộng cả hai bàn tay và chân của ông nội chỉ có 4 ngón, nên ông bà đặt luôn tên là Bốn. Dù mắc dị tật nhưng ông Bốn rất chịu khó luyện tập để ngón tay cầm nắm không thua người thường. Đến cha anh là Nguyễn Văn Cộng và anh là hệ thứ 3 cùng với bàn tay, bàn chân chỉ duy nhất một ngón. Kể về cha mình, mắt anh Bình vẫn ánh lên niềm tự hào. Thời trai trẻ, ông Cộng có sức khỏe hơn người. Dù chỉ có một ngón tay, một ngón chân, nhưng việc bốc vác, làm đồng áng, nội sông không hề thua bất cứ thanh niên trai tráng nào. Anh Bình kể lại, một lần, cha tôi tham gia tuyển quân đi chống Mỹ. Cán bộ thấy ông bị dị tật liền không nhận. Cha tôi nài nỉ xin cho ông biểu diễn màn tháo lắp súng. Thấy cha thao tác tháo lắp súng cực nhanh, cầm súng bắn chuẩn chỉ bằng đôi tay dị tật nên hội đồng tuyển quân đồng ý ngay. Sau đó, ông Cộng trở về quê hương, có tài năng về quân sự nên ông Cộng được chính quyền địa phương giao phụ trách huấn luyện thanh niên. Trong cuốn sổ do ông Cộng để lại, ông ghi rõ những mốc thời gian như con cái sinh năm nào, đám giỗ ông bà vào ngày nào. Đặc biệt, viết chữ rất đẹp nên ông được giao làm thư ký ở xã. Nhiều cô gái thấy ông Cộng khác thường nên e ngại chuyện xây dựng gia đình. Duy nhất có cô hàng xóm Nguyễn Thị Anh thấy ông Cộng tháo vát, siêng năng, trong bụng đã thấy ưng nên về chung một nhà, rồi sinh ra anh Bình. Anh Bình có 3 người con gái lớn giống mẹ bình thường, còn người thứ hai và con trai mới sinh được gần 6 tháng lại mang di truyền của gia đình. Anh Bình không hiểu vì sao nhiều thế hệ trong gia đình dị tật một ngón. Anh Bình nói, lúc sinh con gái lớn, thấy con bình thường nên vợ chồng sinh thêm cháu thứ hai, nào ngờ dị tật một ngón. Đến đứa con thứ 3 cũng giống cha. Cũng theo lời anh, do dị tật nên rất khó làm những công việc nặng nhọc vì đi lại khó khăn. Lúc trước có người thấy hoàn cảnh khó khăn đã thuê anh Bình bốc vác, mỗi ngày từ 120.000 đến 150.000 đồng. Còn hiện nay, anh ở nhà để đưa đón đứa con gái thứ hai đi học. Chi phí sinh hoạt trong nhà đều nhờ vào đồng lương làm công nhân của vợ. Chị Trần Thị Tuyết Mai, vợ anh Bình rất đau xót trước cảnh đứa con trai mới sinh được vài tháng nhưng lại bị dị tật. Chị Mai cho biết, lúc sinh đứa con gái thứ hai, gia đình không siêu âm, đến khi sinh ra mới biết cháu dị tật giống cha. Còn khi mang bầu đứa thứ 3, lúc thai 6 tháng, tôi đi siêu âm thì bác sĩ bảo con tôi cũng chỉ có một ngón. Nghe tới đó tôi khóc nức nở. Dẫu buồn bã, nhưng anh bảo đó là số phận, thì anh sẽ dạy con cách phải kiên cường đương đầu giống như anh và cha ông trong nhà. Ông Phan Văn Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Ngãi cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn Bình thuộc diện hộ nghèo, rất chí thú làm ăn và được bà con quý mến. Ông nội anh Bình là cụ Nguyễn Văn Bốn được nhà nước phong tặng liệt sĩ. Hiện anh Bình được địa phương hỗ trợ theo diện dành cho người khuyết tật để giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Cho đến nay, gia tộc Nhất Dương Chỉ vẫn chưa tìm được lời giải về dị tật lạ này bởi hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đi khám bệnh. Đến con gái út của anh Bình cũng giống như cha, ông của mình, mỗi bàn tay, bàn chân đều chỉ có một ngón. Trái ngược hoàn toàn với câu chuyện về gia đình Nhất Dương Chỉ vừa rồi, một gia tộc xứ Sửa trong suốt 6 đời, nhiều người trong dòng họ mắc chứng dị tật bẩm sinh, thừa ngón tay, ngón chân. Mỗi bàn tay, bàn chân đều có 6 ngón, tổng cộng tứ chi là 24 ngón. Điều lạ là các ngón thứ 6 phân bố đều đặn trên mỗi bàn tay, bàn chân, nếu không để ý, khó mà phát hiện ra. Trong dòng họ Võ của ông Võ Văn Cống, 71 tuổi, ở xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre, chuyện nhiều người có 6 ngón ở tất cả các bàn tay và chân là hết sức bình thường, thậm chí họ còn xem đó là điều đáng tự hào. Dòng họ ông Võ Văn Cống đã trải qua 6 đời sinh sống ở Vĩnh Bình và đến 14 người có 24 ngón tay, chân. Nhờ vậy mà gia đình ông trở nên nổi tiếng, thậm chí địa phương còn lấy tên ông đặt cho một cây cầu gần nhà. Ông Võ Văn Cống cho biết,
Chứng dị tật kỳ lạ này có đời cụ ngoại nhà ông và lại bắt nguồn từ phía họ nhà ngoại. Ông Cống nhớ lại, ngày còn nhỏ thấy mình mỗi bàn tay bàn chân có 6 ngón, của má tôi cũng như vậy nên tôi nghĩ mình là người bình thường. Đến khi đi học, chơi đùa cùng các bạn, thấy các bạn có 5 ngón, tôi cứ nghĩ các bạn mình mới là người bất thường. Rồi đi xăm soi tay chân của cả hàng xóm, lúc đó tôi mới hiểu trường hợp của những người 6 ngón trong gia đình mình là độc nhất vô nhị. Dòng họ của má ông đã mắc chứng thừa ngón tay từ vài đời trước. Cha của ông Cống có 20 ngón tay chân bình thường như mọi người, nhưng mẹ của ông thì lại thừa 4 ngón. Sau đời ông Cống, chứng dị tật này giờ đã di truyền sang cả đời cháu của ông. Ông Cống nói, như vậy, tính sơ sơ thì ít nhất 6 đời nhà tôi đã có sự khác người. Thế nhưng, không phải tất cả những người trong dòng họ ông Cống đều thừa ngón. Má ông Cống sinh được 9 người con thì chỉ có ông và người anh trai thứ 3 là di truyền giống mẹ. Con và cháu của người anh thứ 3 này cũng có đặc điểm tương tự. Riêng ông Cống trong số 12 người con trong giá thú thì có đến 1/3 số người 24 ngón giống như ông. Rồi những đứa cháu của ông cũng tiếp nối mang đặc điểm của các đời trước. Từ ngày biết đặc trưng của dòng họ nhà mình là thế, cứ mỗi lần đi đâu ra khỏi địa phương là ông lại để ý quan sát ngón tay, ngón chân của người đi đường. Ông khẳng định, tôi đã đi khắp đồng bằng Nam Bộ mà không tìm đâu ra người nào có 24 ngón. Nếu có mà cùng họ Võ thì chắc chắn là người cùng họ thất lạc. Ông cũng không giấu giếm chuyện từng léng phéng bên ngoài, sinh một đứa con trai ngoài giá thú cũng 24 ngón. Ông Cống khoe, bởi vậy đâu có giấu vợ được. Vừa nhìn thấy tay chân thằng nhỏ là vợ tôi biết ngay tôi có vợ nhỏ bên ngoài. Mặc dù dị hình vậy, nhưng những thành viên trong gia đình ông Cống đều là những nông dân giỏi, sống chan hòa với láng giềng và sẵn sàng làm giúp mọi người khi có thể. Bao năm nay, gia đình ông chưa từng có điều tiếng gì khiến bà con lối xóm phiền lòng. Biết gia đình ông Cống có khách phương xa đến thăm, ông Tám Tần, một người hàng xóm của ông Cống cho biết. Ông hiền như cục đất, lại làm ruộng giỏi nhất nhì xóm này nữa. Hồi trẻ, Chín Cống là cầu thủ của đội bóng phong trào xã. Dù không mang được giày nhưng ông vẫn chạy nhanh nhất trên sân và là chân sút số 1, từng đưa đội bóng xã mấy lần vô địch. Theo một bác sĩ có nhiều năm công tác trong ngành y tế của tỉnh Bến Tre, trường hợp gia tộc của ông Cống là vô cùng đặc biệt và hiếm thấy. Bác sĩ này nhận định, tôi đã công tác hàng chục năm trong lĩnh vực nghiên cứu cơ thể con người, đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng cũng chưa thấy có trường hợp nào tương tự. Nếu có chăng thì trong dòng họ gia đình cũng chỉ có một người dư ngón ở bàn tay hay bàn chân, chứ ít thấy cả tứ chi. Trường hợp của gia tộc ông Cống tôi có biết trước đây vì có lần gia đình ông nhập viện điều trị bệnh. Khi mới phát hiện những bàn tay chân thừa ngón hết sức đều đặn của họ, tất cả y bác sĩ ai cũng ngạc nhiên. Đây quả là một hiện tượng đột biến gen nhưng có yếu tố di truyền cực kỳ hiếm thấy. Còn theo một tài liệu y khoa, người dư các ngón tay hoặc chân do dị tật bẩm sinh được gọi là hội chứng polydactyly, thường không đe dọa gì đến đời sống của chủ thể. Ngón dư thường là một mô nhỏ, đa phần có xương, không khớp, hiếm khi hoàn thiện đầy đủ chức năng. Ngón dư phần lớn nằm về phía gần xương cẳng tay, thường tạo thành một cái chạc với ngón đã có, mọc nhánh, hiếm khi bắt nguồn từ cổ tay như các ngón thông thường. Trên thế giới, khoảng 500 trẻ sinh ra mới có một trường hợp dư ngón. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.